lập chí hiền, nhân nên mới có cần thất thần tiên ngộ, quy cổ diệt kim cửu cửu uy nguyên, tình riêng thăm bao đổ mau tuôn rơi, hùng mới nổi chơi chữ bán hàng phục. Nam mô A Di Đà Phật. Bằng tâm nghiêng ngộ hưng thừa nhàn, theo đội nghiêng nghi bút luận nghi bàn tục tiên, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh giữ lòng thân tình tâm đi lành chào chia gắn công trì niệm sớm khuya thân tuy còn tốt tâm lìa cõi mê thiện dắt về Tây Phương, giải khuyên những kẻ ngộ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân ở trần sư cho nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài cầu cho mối đạo quăng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương, Phật đài hệ phương pháp mùi hương, cúi đầu đánh lệ cậy nương đức nghi màu, tờ bi quay lực nhiệm phong độ con thoát chúng sầu mê trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo trung hóa sinh ngài chân minh, dưới đây lượt ta xích kinh cho đông nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm
xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá dịu trầm, giết lòng thăng dòng diệt ngờ thanh âm. Trần gian sai đắm theo màu sách, tình độ giác truyền chỉ dục ngờ tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe gánh chánh pháp thoát đà dâm. Phù thánh nhật mong đời tình chi tu thân hỏi là lầm. Hào quang chân Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua lớn lòng quán ơi xót thương dân chúng buổi lo lắng. Nghe Phật giáo suy đồi kẻ tu hành nay nở ngay mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thiền bác ơi, nhà có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công quần quan nên đại đạt lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật giáo. Gạn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống ba cái gieo sâu vô tầng. Sao nhập bối phong trào hồ tân tân, đua trang theo vật chắc dân mình. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chung hữu tình thốt khổ. Thêm còn bị lắm quen dòng tố uy lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong già núng nào chẳng dình chặt hương xưa mạnh mẽ.
dùng thế lực dùng nhiều mánh khóe khi cám dỗ người đàn có khiến sai chung nằm không hướng nghi của quanh tài để khung khổ mặc ai chối kề mất thấy đó những điều tồi tệ tai thường nghe lắm dòng ru người xem thời này thế kỷ 20 cố số phép thần quyệt cho hết người nghe nhé già nghe qua mê mất gần nên dùng sức mạnh cạnh tranh được lợi quyền lại được gian danh bài sách kẻ tu hành tác phước làng sông ấy nhiều người đứng rước dục nhân tâm xối nồi y chàng chê có tột nhà phỉ bán khinh chê cho tôn giáo là mùi thuốc phiền ai nín vào ác là phải nghiện chẳng còn là trang võ đấu chinh lấy sắc thân về nỗi bất bình bỏ đức tính của câu nhân hòa dù ai có bệnh gian sách đá cũng đóng lòng trước cảnh ngựa đạo diệu mộc gặp lúc trung chuyên phần môn đề phải lo dung quen tâm sức nhỏ còn làm nên kén người không lo có thẹn hay chăng cả tiếng kêu cùng khóc chư tăng với tính nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi thì vô lượng đồng về bớt âm tinh sắc tương lo chẳng hơn Phật pháp mới là nói cho đời hiểu Phật Thích Ca lòng tự giác xả thân như tầm đau Nam Mô A Di Đà Phật Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Trị Tiền Sanh Nam Quốc Công Khanh ra đời cứu tế họ sang sự xây mắc kê trường lương tự giác thôn hương qua dương cơ khi lập chỉ hiền nhân nên mới có cần thất thần tiên ngộ quy cổ diệt kim cứu cứu uy nguyên tình riêng tham báo đổ mau tuôn rơi hùng mới nói chơi chữ ban hàng phục anh hướng hò khoan
tình lang sự say bỏ phê hương thôn ác đức vô môn rồng mây hội yến ra đời bất chiến nổi tiếng tự bi lời lẽ gắn ghi thành công yên thân có lắm người yêu nam mô a di đà phật.